chốn xa cập. Qua câu này á, hỏi ở ông thánh vua xe chỗ là nghe phải làm đêm, dù đang đêm thì cũng phải đi. Thì đánh đọc cho con là nhiều khi con nghe lời Chúa, con nghe lời các cha nói đã rồi, sao mình cứ để yên, để yên nó không, không có làm liền gì hết. Nay nghe đọc câu này là thấy mình cũng nhột ghê, mình không có, mình không thể nào mình học gương được thánh Giuse. Đã nghe phải tuổi dậy, dù là cái thời tiết, rồi dù là cái thời điểm, dù là cái thời gian như thế nào thì phải thực hiện. Thì cũng cầu xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con, còn cố gắng hơn nữa. Cũng như thời gian này nhiều cái sinh hoạt của nhóm con không có sinh hoạt chung được với mọi người, cũng cảm thấy có lỗi với mọi người, cũng ngại mọi người nhiều. Nên mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con, còn cố gắng hơn nữa, cố gắng sắp xếp hơn nữa, cố gắng như thế nào đó để có thể tham gia đều với mọi người hơn nữa, để cũng học hỏi gương thánh, nghe và phải thực hiện. Dạ con, rồi con xin hết ạ. Cảm ơn mọi người. Mời cô Yến, cô Yến ơi. Mời cô Yến chia sẻ, cô Yến ơi. Nãy vô đâu mà sao Lộc còn hỏi cô Yến vô chưa là sao không thấy ạ? À? Để mọi người con đọc cái câu số 9 và số 10 ạ. Nghe nhà vua nói thế họ ra đi, bấy giờ ngôi sao thấy được phương đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi nhà nghi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Cái câu này con thấy nó có những ánh động cho con. Có những lúc công việc của con nó không biết phải giải quyết thế nào. Hay là mình đang đi triển khai một cái gì không biết như thế nào làm sao rồi. Lúc đó cũng phải chạy lên nơi Chúa thôi. Bây giờ ngôi sao cùng là cái gì chỉ có là Chúa Giêsu thôi. Con nghĩ là ngày xưa mấy nhà chiêm tinh được vô sao dẫn đường đi, bây giờ mình có chính Chúa, lời Chúa dẫn đường đây, mình cầu xin Chúa để mình làm gì. Hôm rồi tự nhiên con cảm thấy là mình đâu biết gì về cái bà cụ ở dưới bình điền đâu, bà cụ trong ghe đâu, tự nhiên có một cái gì đó hiện ra. Lúc con đi qua nhà ông tài thấy được, ồ, đây là bà có gia đình đó, là cũng nghĩ được đánh đất của con à. Nào Chúa mở gần với mình, Chúa cho sáng cho mình được gì. Nhưng trước khi Chúa, mình chưa tìm ra được cái gì, Chúa cứ tìm lại, mình cứ làm cái gì đó, theo lương tâm mình cho phép hoặc là theo Kinh Thánh dạy mình đi. Nhưng rồi sẽ có cái sự mở mang của Chúa, soi sáng của Chúa cho mình. Dạ, con xin hết, thế là cái câu của con, câu số 10. Cô Trang, mời cô Trang đi. Câu đánh động nhất, cái câu mà câu giống như cô Yến á, họ vừa đi ra thì liền thấy ngôi sao dẫn đường. Thì con lại cảm nhận thêm một cái ý nữa là trong cái công tác truyền giáo của mình thì ngôi sao để mà con cũng ước mong mình được như ngôi sao để dẫn đường cho mọi người biết Chúa, làm sao mà đưa họ về đến với Chúa. Thưa cha con xin hết. Cảm ơn cô Trang. Duy chia sẻ cho chưa Duy. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, sứ thần liền hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng mày ông hãy đi này đi trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi nào tôi báo lại, vì vua Hê-rô-lê sắp tìm giết thầy Nhi. Thì cái này nó đánh đập tới mình là khi mà mình đi truyền giáo thì có những lúc mà mình cần phải có một sự đánh đập. Nhiều khi mình không có ai đánh đập cho mình thì mình cũng phải tự có
một dịch ra, tại vì có nhiều người có thể là mình chưa biết lòng trong lòng của mỗi người, nhiều khi họ có trong lòng của cái người đó họ đang có ý hướng là họ muốn trở về rồi, nhưng mà mình chưa có, nhưng mà đúng cái thời lúc đó họ muốn trở về thì nhiều khi mình cũng chưa có nắm bắt được cái tâm lý của họ để mà mình đưa họ trở về. Nhưng là nếu như mà nhiều khi qua cái câu hỏi đó thì mình cũng khó có thể có cơ hội lần nữa. Dạ, con xin hết. Còn cảm ơn gì? Anh chuẩn bị được cho anh. Mời chú anh. Dạ, con chia sẻ với các bạn là mắc chương 2 từ câu 1 đến câu 12 á, thì con được nghe cái bài này trong cái chú Nguyễn Linh. Thì cái hành trình mà đi tìm Chúa của ba nhà chiêm tinh á thì cũng giống như cái hành trình mà mình mà một cái người mà chưa nhận biết Chúa đi tìm Chúa vậy đó. Cái con đường đi tìm Chúa, ví dụ như nói với con thì ban đầu thì nó mơ hồ lắm, tại vì phải tìm hiểu Chúa là ai, rồi đạo Công giáo là gì, rồi những cái lề luật của đạo Công giáo như thế nào, thì cũng có gặp giai đoạn khó khăn, nhưng mà sau đó là con được nhận biết thêm một cái câu nữa, nó cũng nằm ở trong cái chương Matthew câu chương 7 câu 8 con từng đăng ở trên cái trang cá nhân của con, là ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai bật cửa thì sẽ mở ra. Giống như là khi mà ba nhà thiên tinh á khát khao mong tìm được Chúa, mà ba người này rất là mong mỏi, rất là chân thành tìm được Chúa, thì ba nhà thiên tinh đã gặp được Chúa. Còn ông vua Herod thì ông phan tính, nên thành ra là cái sự phan tính sẽ bị loại trừ và sẽ phải là rời xa Chúa luôn. Và khi mà đi đến cái vùng đất đó mà đã nhìn thấy được cái ngôi sao là Thiên Chúa, thì khi mà ý con là mỗi người có một cái mong mỏi như vậy thì chính mình cũng sẽ là một cái ngôi sao để soi sáng cho những người lương dân, để cùng họ đi trên cái con đồng hành với họ trên con đường tìm nhận biết và tìm thấy Chúa. Dạ con hết. Cảm ơn con. Thì con chia sẻ câu số 16 và câu số 18. Bây giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi dậy, nên sai người đi giết tất cả các con. Chúng ta qua chương 2 từ câu 1 đến câu 23 nói về ba nhà chiêm tinh đến bái lạy và Chúa Giêsu đi và về từ Ai Cập. Ở đoạn đầu tiên câu 1 đến câu 12, các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu và Hài Nhi. Hình ảnh ba nhà chiêm tinh đến bái lạy cho thấy Hài Nhi mới sinh không chỉ là đấng cứu thế của Israel. Họ đã trông đợi từ lâu, nhưng mà Chúa Giêsu còn là đấng cứu thế của dân ngoại nữa. Ba nhà chiêm tinh này rõ ràng là không phải là người Do Thái. Họ không có lời hứa, họ cũng không biết về Chúa. Nên là ba người này là đại diện của dân ngoại. Sứ điệp của chúng ta cũng phải được nỗ lực loan báo cho mọi người, cho lương dân. Chúng ta thấy có sự đối kháng giữa thái độ thờ ơ và thù nghịch. Thờ ơ và thù nghịch của người Do Thái nó đối lại với cái lòng tin mau mắn và quảng đại của dân ngoại. Đây là một sự đối kháng. Thứ nhất là về thái độ thờ ơ và thù nghịch của dân Do Thái. Rõ ràng trước đó, ngôn sứ Mi-kha, đây là một trong những cái ngôn sứ cuối cùng của cái bộ cựu ước, ở trong chương 5 là cũng là cái chương cuối cùng đó, loan báo về vị vua thiên sai tại Bethlehem. Những người lãnh đạo và toàn dân Do Thái biết điều này, nhưng mà họ lại thờ ơ, không màng đến thăm viếng và thờ lại vị thiên sai ấy. Và sau này họ thù nghịch bằng cách là họ giết luôn đấng thiên sai luôn, là giết Chúa Giêsu. Đây cũng có thể là thái độ của các Kitô hữu. Chúng ta cũng được học hỏi, được hiểu biết về Chúa. Nhiều người cũng đi lễ, cũng siêng năng, nhưng mà thờ ơ. Như là anh Thuần có chia sẻ đó, nghe lời Chúa rồi nghe các bài giảng rồi, nhưng mà không có mong mắn để thực hiện, cứ từ từ, thậm chí không thèm thực hiện. Nghe thì và cho rằng những cái lời đó chỉ cho các cha là một số người sống được, chứ còn đời mình sống không được. Trong khi đó ba nhà chiêm tinh từ nơi rất là xa xôi, hiện nay nó là bên Iraq,
Khi nhìn thấy ánh sao, có biết vị vua vĩ đại mới sinh ra. Chúng ta biết là nhìn ánh sao là một cái dấu chứng không có rõ ràng lắm đâu. Nó cũng là một cái sự thách đố đó, bởi vì đâu có chắc rằng tìm thấy được vị vua, mà có chắc rằng cái ngôi sao đó là chỉ chính xác không, mà nó chỉ là một dấu hiệu gợi ý thôi. Vậy mà họ đã mau mắn lên đường tìm kiếm bằng mọi giá. Chắc chắn họ đã phải đổ công sức rồi tiền bạc này, kể cả sự nguy hiểm. Đi xa mà mang nhiều tiền như vậy, bị trộm cướp là có thể bỏ cả mạng. Thế mà họ vẫn nỗ lực đi tìm kiếm và thờ lạy vị vua vĩ đại Giê-xu. Nhà truyền giáo chúng ta cũng hãy trân trọng những khao khát và lòng quảng đại ấy của lương dân để giúp đỡ họ tìm kiếm Chúa. Họ tìm kiếm, họ khao khát nhưng mà họ chưa gặp được. Chúng ta hãy giúp họ. Chúng ta thấy ở đây có hai phương tiện giúp các nhà chiêm tinh nhận ra Chúa. Thứ nhất là về phương tiện tự nhiên, có nghĩa là các ngôi sao. Và thứ hai là siêu nhiên, là nhờ lời của Chúa. Cả hai cái phương tiện này phải cộng lại thì người ta mới nhận ra Chúa được. Còn nếu mà chỉ là phương tiện tự nhiên thì người ta chỉ là ngôi sao, thì họ chỉ có thể là ăn ngay ở lành tới đây thôi. Những dấu chỉ tự nhiên, những cái lời dạy tự nhiên, sự khôn ngoan của con người chỉ dạy cho người ta và dừng lại ở chỗ ăn ngay ở lành. Như vậy thì không đủ. Từ cái chỗ đó phải nâng cấp họ lên là con, cái này là làm thành con người thôi. Muốn làm con Chúa thì cần phải phương tiện siêu nhiên là lời của Chúa mới hướng dẫn được, mới biết được hải nhi ở đâu, hải nhi muốn gì, hải nhi dạy chúng ta điều gì. Nên là cả phương tiện tự nhiên và phương tiện siêu nhiên, chúng ta có cả hai cái phương tiện này, nên chúng ta hãy giúp cho lương dân cả hai phương tiện này, chứ không chỉ nghiêng về tự nhiên mà cũng không chỉ nghiêng về siêu nhiên. Ba lễ vật mà các nhà chiêm tinh dâng cho Chúa hài đồng, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Ba cái này ám chỉ đến hình ảnh vàng là Chúa Giêsu là vua, nhũ hương Chúa Giêsu là có thiên tính, và mộc dược Chúa Giêsu có nhân tính. Đó, ba cái hình ảnh này chỉ đến ba cái ám chỉ đến ba cái đặc tính của Chúa Giêsu. Tuy nhiên cũng có những lối lý giải khác. Rồi thôi, chúng ta chọn một thôi, chọn nhiều có sợ rối. Chúng ta cũng hãy bắt chước ba nhà chiêm tinh, cũng phải mừng sinh nhật Chúa bằng một món quà. Đi sinh nhật bạn thì người ta phải mang quà. Chúng ta đi sinh nhật Chúa thì cái món quà chúng ta mà không có thì không được. Và món quà tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta đem tặng cho người khác, đó là đem chính Chúa đi tặng. Đây là món quà không có gì tốt bằng. Vua Herod là một tên lừa đảo. Vì miệng của ông thì nói là muốn biết chỗ của hài nhi để bái lạy, nhưng mà trong lòng thì lại muốn đến để giết người diệt khẩu, để loại trừ cái hậu họa về sau. Nên và chính vì cái ngôn hành bất nhất của ông làm cho ông bị bấn loạn, coi như là tâm hồn không được bình an. Nhà truyền giáo chúng ta cũng cần phải tránh cái thái độ này, mà cần phải ngôn hành thống nhất, bất một cùng một thôi, tránh gương xấu của Herod. Vì chúng ta nói một đường mà làm một nẻo thì chúng ta sẽ trở thành một cái phản chứng rất là nguy hiểm. Và người ta chẳng thà người ta không biết mình, người ta biết mình mà thấy mình sống phản chứng như vậy thì nó còn tệ hơn là người ta không biết. Chúng ta làm cái nguồn gương xấu, chúng ta sẽ bị luận phạt. Từ câu 13 đến câu 17, Đức Giêsu trốn sang Ai Cập và các thánh anh hài bị giết. Câu chuyện này có một nét tương tự với chuyện ông Môsê trong sách Xuất Hành. Hàm ý rằng hài nhi Giêsu chính là Môsê mới. Vừa mới chào đời là nạn nhân của một bạo chúa ngoại giáo. Môsê khi chào đời đã bị ném xuống sông, nhưng mà Thiên Chúa quan phòng cho hài nhi thoát hiểm. Để lớn lên, hài nhi sẽ thành một nhà lãnh đạo của dân tộc. Bên cạnh đó, hài nhi còn là hiện thân của chính dân của Chúa khi ứng nghiệm lời ngôn sứ Hô-sê: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Biến cố này là biến cố xuất hành của dân Chúa này. Thì Chúa Giêsu từ Ai Cập trở về Nazareth cũng là một hình ảnh của dân Chúa. Chúng ta cũng có thể là một Mô-sê mới khi sẵn sàng đón nhận những khó khăn Chúa gửi đến trong tâm tình phó thác và cạnh trông. Dù Herod gian manh muốn hãm hại hài nhi, nhưng Chúa đã dùng giấc mộng báo tin để cho các nhà chiêm tinh đi lối khác mà về. Và cũng qua giấc mộng mà Thánh Giuse đã biết và đem hài nhi trốn sang Ai Cập. Chúng ta có một cái kết luận là Thiên Chúa biết tất cả và không ai có thể ngăn cản kế hoạch của Ngài. Nhớ là như vậy ha. Vậy kế hoạch của Thiên Chúa là gì? Kế hoạch của Chúa trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 4 là muốn cho mọi người được cứu độ. Đây là kế hoạch ngàn đời của Chúa đó.
muốn cho mọi người được cứu độ. Vì thế chúng ta hãy cộng tác với kế hoạch của Chúa như Thánh Giuse đã làm. Herodes muốn lừa các nhà chiêm tinh nhưng lại bị bại lộ khi không thấy các nhà chiêm tinh trở lại. Ông lại cho rằng họ đã lừa ông nên ông đùng đùng nổi giận. Mình thì muốn lừa người ta mà khi người ta phát hiện ra vậy, người ta không bị mắc lừa mình thì mình lại nghĩ họ lừa mình. Đó, Herodes đang nằm trong cái tình huống đó. Nên ông ta đã đùng đùng nổi giận, tàn sát các trẻ em tại Bethlehem. Qua điều này chúng ta thấy là người xấu thường nghĩ xấu cho người khác. Ai xấu bụng thì mới nghĩ người khác bụng xấu. Và khi cảm thấy bị chơi xấu, họ sẽ rất là tàn ác. Bởi vì đã xấu thì trả thù rất là xấu xa. Chúng ta còn cầu nguyện cho tâm hồn của mỗi người truyền giáo chúng ta vậy. Chúng ta có được một cái tâm hồn tốt lành, nghĩ tốt, sống tốt, để không ngừng nghĩ và sống tốt với mọi người. Đoạn cuối cùng từ câu 18 đến câu 23, từ Ai Cập về đất Israel. Sứ thần Chúa báo cho Giuse biết rằng kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Câu này cũng tương tự như lời Chúa báo cho Môsê ở trong sách Xuất Hành chương 4 câu 19. Đây là một điểm nữa cho thấy Chúa Giêsu là Môsê mới. Chúng ta đọc cái này á, chúng ta thấy bình thường, nhưng mà đối với người Do Thái đó, cái câu này rất quan trọng. Bởi vì Môsê trước khi chết á, thì gần gần cái lúc đấy ông ta nói là Thiên Chúa sẽ ban cho anh em một cái nhà ngôn sứ khác giống như tôi để hướng dẫn lãnh đạo anh em. Và Chúa Giêsu làm ứng nghiệm điều đó, thì Chúa Giêsu chính là Môsê mới, là Messiah của dân Chúa. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, có khi chúng ta không cảm thấy điều đấy. Nhưng mà người Do Thái câu này là một trong câu rất rất mạnh. Đã hai lần Giuse được báo mộng, và trong đoạn văn này thêm hai lần nữa sứ thần báo mộng, và tất cả là bốn lần. Chúng ta nhớ nha, Giuse được nằm mộng và được báo tới bốn lần nữa, chứ không phải một hai lần đâu. Và cả bốn lần đó Giuse lập tức thi hành. Cái câu này rất quan trọng, vì nếu như mà không làm liền á thì có thể là hài nhi bị sát hại. Nếu không làm liền thì có thể Maria sẽ bị chết. Đó, nên là để công tác của chương trình của Chúa thì chúng ta phải mau mắn mà làm. Nếu mà biết rồi để đó mà không chịu làm hoặc từ từ làm thì cũng không ổn. Nên phải sắp xếp hết sức có thể để làm. Thì chúng ta mới có thể công tác một cách đắc lực của chương trình của Chúa. Bởi vì có nhiều lúc mà chúng ta ẩu ơ dí dầu là Chúa cũng chẳng cho ta làm luôn. Lúc đấy thì việc Chúa làm, việc ta làm, lúc đấy thì nguy to. Nhà truyền giáo không chỉ được báo mộng mà còn được báo cách trực tiếp thánh ý của Chúa, qua lời của Chúa. Điều này thì cô Yến đã chia sẻ. Chúng ta không chỉ được báo mộng qua ngôi sao hoặc là qua những cơn mộng như Giuse, mà lời Chúa nói chúng ta rất rõ. Rồi qua giáo hội dạy, rồi qua những sinh hoạt trong nhóm truyền giáo. Đó là những cái hướng dẫn trực tiếp và rất rõ ràng. Nên chúng ta hãy bắt chước Giuse mau chóng mà thực hiện. Đừng có để tàn tàn thì rồi cuối cùng chúng ta sẽ có khi có những lúc chúng ta muốn làm cũng chẳng được. Cái cụm từ thế là ứng nghiệm rất nhiều lần mà Thánh Matthew đã sử dụng để trích dẫn cựu ước. Điều này cho thấy Chúa Giêsu là người thực hiện những lời hứa trong cựu ước. Chúa Giêsu chính là đấng Messiah đã được cựu ước tin báo. Và điều này để có thể làm điều này cho tốt thì mỗi người chúng ta cần trau dồi lời Chúa và làm cho lời ấy ứng nghiệm nơi đời sống của mình. Chúng ta cũng có thể nói như là Thánh Giuse, Thánh Matthew ứng nghiệm lời Chúa. Chúa Giêsu cũng đã từng nói vậy, hôm nay để ứng nghiệm lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe. Chúng ta học mà sống lời Chúa cho đúng, chúng ta cũng có thể nói được lời đó.